Chào mừng các bạn đến với kênh Truyện Ngôn Tình PP. Mời các bạn cùng nghe chuyện Bình Bình Vô Kỳ Đại Sư Huynh của tác giả Hắc Dạ Di Thiền, chương 21. Các ngươi đoán xem Sư Huynh nói cái gì? Không phải ý tứ kia. Lưu Thành Phong khóc ròng, nó vội vàng mở miệng nói: Sư Huynh, Huynh mãi bế quan tu luyện, có khả năng còn không biết chuyện gì xảy ra bên ngoài. Huyền Tâm Pháp Sư của Tiểu Lôi Âm Tự mới đi vào Trung Châu chúng ta mấy ngày trước, mặc dù trên danh nghĩa là lấy Phật luận đạo, nhưng trên thực tế lại là muốn lấy ngôn từ biện pháp để phát dương Phật Pháp. Phải biết, từ xưa đến nay Trung Châu không có Phật môn, họ chỉ có thể ở Tây Mạc phát dương quang đại. Dù sao Trung Châu cũng là thiên hạ của đạo môn chúng ta. Nhưng vị Huyền Tâm Pháp Sư này thật sự là quá lợi hại, cơ hồ là một đường quét ngang, bất luận là đấu pháp hay là biện pháp, cũng là đường đại đệ nhất nhân ở thế hệ này. Trong 10 đại thánh địa của Trung Châu chúng ta, gã đã thách đấu 5 đại thánh địa, liên tiếp toàn thắng, đồng thời còn có không ít thế gia thánh nhân biện pháp với gã, cũng thua cực thảm. Hôm nay càng có một lời đồn, nói là vị Huyền Tâm Pháp Sư này tới Thành Vân Thánh Địa, biện pháp với một thái thượng trưởng lão, nói cho người sau thổ cả huyết, thảm bại mà lui, nhất cử thành danh, khiến Trung Châu như vỡ tổ. Thành Phong nói chậm rãi, nhưng ngữ khí và biểu lộ khuôn mặt lại có vẻ hết sức kích động và khoa trương. Cùng lúc đó, Thành Phong không khỏi nhìn về phía Lục Trường Sinh, lại phát hiện khuôn mặt Lục Trường Sinh rất bình tĩnh, trong lòng không khỏi thầm khen vị đại sư huynh này của mình có tố chất tâm lý thật tốt. Ngươi nói tới cái này đích xác rất lợi hại, nhưng có liên quan gì tới ta? Lục Trường Sinh trực tiếp hỏi, cũng không có che che lấp lấp. Thành Phong tiểu sư đệ trầm mặc, sau đó lâm vào trầm tư. Hình như đích xác là không liên quan gì đến Lục Trường Sinh nhỉ. Bất quá rất nhanh, Thành Phong tiểu sư đệ lập tức không khỏi mở miệng nói, có quan hệ nhỉ, sư huynh à. Gã đó đã đánh bại liên tiếp 5 đại thánh địa, nếu như không có bất ngờ xảy ra, mấy ngày tới sẽ tiếp tục đi các thánh địa khác biện pháp, nhanh nhất 10 ngày, chậm nhất 1 tháng, vị Huyền Tâm Pháp Sư này sẽ tới Đại La thánh địa chúng ta. Gã tới đây, tự nhiên sẽ tìm tu sĩ đồng lứa biện pháp, mà Đại La thánh địa chúng ta cũng chỉ có huynh mới có thể cùng gã biện pháp. Sư huynh, nói một câu mạo phạm, nếu lỡ huynh thua, Đại La thánh địa chúng ta liền sẽ mất sạch danh dự, mà huynh chỉ sợ cũng sẽ mất hết mặt mũi. Với lại kỳ thật trọng yếu nhất không đơn giản là vấn đề mặt mũi. Theo lời trà đệ nói, Huyền Tâm Pháp Sư muốn phát dương Phật Pháp ở Trung Châu. Nếu gã có thể đánh bại liên tiếp 10 đại thánh địa mà không có ai cản nổi, đến lúc đó giữa hai nhà Phật và Đạo khẳng định sẽ có một trận tranh đấu vô cùng kịch liệt. Mỗi khi chúng ta tranh đấu, ma môn sẽ thừa cơ mà vào, đối với thiên hạ thường sinh mà nói sẽ không phải là chuyện gì tốt. Thành Phong tiểu sư đệ đem tính nghiêm trọng của tình thế hiện nay nói thật tỉ mỉ. Mà điểm khiến Lục Trường Sinh chú ý không phải là thiên hạ thương sinh gì đó, cũng không phải là mấy thứ ma môn thừa cơ tiến vào, mà là thằng nào muốn tìm mình đấu pháp. Vì sao lại muốn tìm ta? Ngươi tìm Tử Vân sư tỷ không được sao? Đại La thánh địa ta không có đệ tử xuất kiệt nào sao? Kim Dương cũng không tệ mà. Lục Trường Sinh vội vàng mở miệng. Đấu pháp? Đấu cái gì pháp? Xem ai tu luyện chậm hả? Cái này ngược lại có thể so một chút nha. Thực sự không được, so đấu xem ai có thể một hơi ăn 5 cái bánh bao, cái này cũng không phải là không thể. Còn so đấu pháp để làm gì? Đệ tử Phật môn chém chém giết giết còn ra hệ thống gì? Đấu pháp chỉ là thứ yếu, trọng yếu là biện pháp. Mà Kim Dương sư huynh đã từng đánh qua một trận với vị Huyền Tâm Pháp Sư này, nghe người khác nói Kim Dương sư huynh một chiều đã bại. Thành Phong tiểu sư đệ nói thế đấy. Một chiều đã bại? Lục Trường Sinh không khỏi kinh ngạc. Phải biết Kim Dương thế nhưng là đệ tử chân truyền nha. Lục Trường Sinh từng gặp qua một lần, thực sự rất mạnh. Lúc thi triển đạo pháp, phía sau đầu còn có một vòng Kim Dương, nhìn qua cực kỳ phi phàm, kiếm pháp càng thêm siêu nhiên, vậy mà cũng bại. Đúng vậy đó, ai có thể nghĩ tới chứ. Cho nên hy vọng của cả Đại La ta liền đặt trên người huynh. À không, là toàn bộ đạo môn Trung Châu đều đặt lên hy vọng. Là toàn bộ đạo môn Trung Châu đều đặt hy vọng trên người huynh. Thành Phong tiểu sư đệ vô cùng nghiêm túc nói. Đặt trên người ta? Lục Trường Sinh lại ngây ngốc. Ta còn chưa nói cái gì, mắc gì đặt trên người ta? Sư huynh có lẽ còn không biết, những tu sĩ thua dưới tay Huyền Tâm Pháp Sư sau khi thất bại đều nói một câu, mặc dù ta thua rồi, nhưng cũng không phải vì người mạnh, mà vì ta quá yếu. Nếu như người gặp được đại sư huynh Lục Trường Sinh của đạo môn chúng ta, người liền sẽ biết như thế nào là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Cho nên Huyền Tâm Pháp Sư nhất định sẽ tới tìm huynh. Bất quá ta tin tưởng sư huynh, toàn bộ Đại La thánh địa này
kể cả toàn bộ đạo môn Trung Châu đều tin tưởng sư huynh có thể chiến thắng Huyền Tâm Pháp Sư. Thời điểm Thánh Phong nói câu nói này, lộ ra hào khí vạn trượng, niềm tin 10 phần, nhưng lại không có phát hiện mặt Lục Trường Sinh có chút đen lại. Lỡ thua sẽ rất xui xẻo sao? Lục Trường Sinh nghiêm túc mở miệng hỏi. Rất xui xẻo, cũng rất thảm. Mà thảm nhất là ở chỗ nếu Huyền Tâm Pháp Sư chọn Đại La Thánh Địa là cái thánh địa khiêu chiến sau cùng. Vậy thì một khi thua, sẽ có rất nhiều người đem oán khí tính trên đầu Đại La Thánh Địa chúng ta. Ảnh hưởng sẽ rất lớn, có lẽ sẽ là vết nhơ cả đời. Thành Phong trả lời vô cùng nghiêm túc. Nếu gã đã khiến đạo môn khó xử như thế, vì sao không có người chặn giết gã trên đường? Trong đầu Lục Trường Sinh bỗng nhiên hiện một ý nghĩ như vậy. Chỉ là nghe thấy nơi này, Thành Phong không khỏi vẻ mặt đưa đám nói. Vị Huyền Tâm Pháp Sư kia là Phật Đà chuyển thế, sinh ra đã có khí vận, mặc dù không sánh bằng sư huynh, nhưng cũng có thể coi là người có đại khí vận gia trì, ai dám giết gã chứ, mà môn cũng không dám xuất thủ. Với lại bên người gã khẳng định có cao thủ Phật môn bảo hộ, mà lui một bước mà nói, nếu gã thật xảy ra chuyện, Phật môn khẳng định sẽ đem món nợ này tính trên đầu đạo môn chúng ta. Đạo môn chúng ta chắc chắn không sợ Phật môn, chỉ là một khi tình thế nghiêm trọng, sẽ dẫn phát đại chiến Phật đạo. Đến lúc đó hẳn sẽ có một trận sinh linh đồ thán, mọi người sẽ biến thành tội nhân hiền cổ. Đạo môn chúng ta vì suy nghĩ cho thương sinh thiên hạ, cho nên không có khả năng làm loại chuyện này. Lại thêm chúng ta đều là đạo môn chính thống, cũng không thể làm loại chuyện này được. Thành Phong về mặt chính khí nói. Phù, thở ra một hơi. Lục Trường Sinh nhẹ gật đầu, khuôn mặt hắn không có biểu lộ gì, có vẻ rất trầm mặc, đồng thời cũng không nói lời nào. Giờ này khắc này, hắn cũng chả phải trang bức gì cả, mà là quả thật không biết nên nói cái gì. Sư huynh, ý của ngài là... Thành Phong tiếp tục hỏi. Đến đâu thì hay đến đó. Còn cái gì có thể nói? Nói đầu hàng được không? Nhận thua được không? Bỏ chạy được không? Trước mắt đối phương còn chưa tới, cũng chỉ có thể đi một bước, tính một bước. Đã hiểu. Lưu Thành Phong như nghĩ tới gì đó nhẹ gật đầu, ngay sau đó nói lời chào. Vậy đệ đi trước. Sư huynh, ngài nghỉ ngơi cho tốt nhé. Chỉ là một gã huyền tâm thì đã là gì? Chúng ta tin tưởng huynh. Lưu Thành Phong rời đi. Bên trong đại điện chỉ còn lại một vị đại sư huynh nóng nóng như lửa đốt. Ai? Giờ khắc này, tâm tình luyện đan của Lục Trường Sinh cũng mất hết. Tâm tình tốt cứ như vậy không còn. Tên lửa chọc đáng chết. Lục Trường Sinh chửi thầm một câu trong lòng. Mà giờ này khắc này, sau khi rời khỏi đại điện, Lưu Thành Phong dựa theo ý tứ của Lục Trường Sinh, chờ đến khi đám người làm xong công việc khổ dịch thì phát cho mỗi người một viên kim cương lưu ly đan. Cả đám nhào nhào hiếu kỳ, không biết đây là cái gì. Nhưng đột nhiên, Lưu Thành Phong lôi kéo đám người, ra vẻ vô cùng thần bí nói. Ta nói với các ngươi chuyện này, thế nhưng các ngươi ngàn vạn phải bảo thủ bí mật, biết không? Thanh âm vang lên, trong chốc lát, đám người không khỏi tò mò. Chuyện gì vậy? Mau nói, mau nói. Lưu Thành Phong nhìn lướt qua xung quanh, phát hiện không có ngoại nhân, lập tức hạ giọng nói. Huyền Tâm Pháp Sư không phải muốn tới Trung Châu biện pháp sao? Vừa rồi ta đem chuyện này nói cho sư huynh, các ngươi đoán xem sư huynh nói cái gì? Lưu Thành Phong ra vẻ thần bí nói. Trong chốc lát, tinh thần cả đám đệ tử đều trở nên phấn chấn, mệt mỏi cả ngày lập tức không còn sót lại chút gì. Cả đám có vẻ cực kỳ tò mò. Chương 22. Mặc hắn Phật Pháp vô biên, ta vẫn vô địch đường thời. Ánh mắt đám người nhìn về phía Lưu Thành Phong, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ. Huyền Tâm Pháp Sư, Pháp Biện Trung Châu. Không một người nào là đối thủ. Chuyện này đã không đơn thuần là tâm điểm Trung Châu nữa, mà có thể nói đã đến trình độ phạn chúng chú mực, tâm điểm cả thế gian. Có người từng chăm chú quan sát Huyền Tâm biện pháp, cuối cùng cho ra đánh giá, đó là trí tuệ vô song. Cũng có đại nhân vật tu vi vô thượng tán thưởng không dứt, cho rằng Phật môn quả thật có khả năng cho ra một vị Phật Đà tái thế. Lần này Phật môn phương Tây đã làm xong chuẩn bị hết thảy, chính là vì muốn phát dương Phật Pháp tại Trung Châu. Lợi ích và bố cục chồng chéo trong đó khó có thể tưởng tượng. Một khi Huyền Tâm biện pháp thành công, tuy nói Phật môn không nhất định có thể phát dương tại Trung Châu, nhưng đạo môn khẳng định sẽ chịu thiệt thòi lớn. Từ xưa đến nay, Phật đạo có tranh đấu rất lớn, thậm chí từng ở một thời đại nào đó, cả hai coi nhau là kiêu địch, tranh chấp kịch liệt vô cùng, đã từng phát sinh qua chiến tranh quy mô lớn, tử thương vô số. Thế nhưng rốt cuộc, đạo môn đã chiếm cứ Trung Châu, Phật môn thì chiếm cứ Tây Mạc, tự riêng phần mình phát triển giáo phái. Nhưng trung thổ linh khí sung túc, nhân khẩu rất lớn, vì thế theo lẽ tự nhiên, thế lực khắp thiên hạ đều muốn nhúng chàm vào Trung Châu. Chỉ là ở Trung Châu, đạo giáo có khắp thiên hạ.
sao có thể cho phép ngoại giáo đi vào. Cũng không biết đã qua bao nhiêu năm như thế, Phật môn thường xuyên đưa ra đề nghị được phát dương Phật pháp tại Trung Châu, nhưng đều bị đạo môn thống nhất cự tuyệt. Chỉ là lần này, các đại nhân vật đã tỉ mỉ bố cục, Phật môn bắt lấy cơ hội, mà cái cơ hội này ngay ở trên người Huyền Tâm Pháp Sư. Nếu Huyền Tâm Pháp Sư thật sự biện pháp thành công, đạo môn đích xác sẽ rất đau đầu, trừ phi không biết xấu hổ lật kèo Phật môn. Bằng không mà nói, trên cơ bản cũng chỉ có thể cho phép Phật môn đến trung thổ phát dương quang đại. Nhưng nếu Huyền Tâm Pháp Sư biện pháp thất bại, vậy thì ngượng ngùng rồi, nên làm cái gì thì làm cái đó đi. Nhưng mà hiện thực rất tàn khốc, Huyền Tâm Pháp Sư liên tục đánh bại năm đại thánh địa không nói, mà một thế hệ trẻ, một vài gia tộc cổ xưa cũng đã ra biện pháp, kết quả từng kẻ thất bại. Thậm chí không đơn thuần là biện pháp, ngay cả đấu pháp cũng thua dưới tay Huyền Tâm. Có thể nói là mất hết mặt mũi. Đại La chủ phòng, Lưu Thanh Phong hắng giọng một cái, sau đó hạ giọng nói: lời của sư huynh rất đơn giản, mặc hắn Phật pháp vô biên, ta vẫn vô địch đường thời. Câu nói này cũng không phải là Lưu Thanh Phong tự nghĩ ra được, mà là do xem qua một bộ cổ tịch, sau đó tiến hành sửa chữa, chính là để tô đậm sự phi phàm và siêu nhiên của sư huynh. Vốn dĩ những lời này Lưu Thanh Phong là muốn lưu lại cho chính mình dùng, nhưng bây giờ vì tô đậm sự phi phàm của Lục Trường Sinh, thế là đã đem ra nói như vậy. Ông trời ơi, đại sư huynh mà nói như thế sao? Không hổ là đại sư huynh, lời này quả nhiên bá khí. Mặc hắn Phật pháp vô biên, ta vẫn vô địch đường thời. Hay, quá hay, đại sư huynh quả nhiên phi phàm. Ha ha, ta hiện tại chờ không nổi Huyền Tâm tiến đến Đại La Thánh Địa chúng ta rồi. Đến lúc đó lại nhìn xem đại sư huynh đánh bại hắn thế nào. 12 chữ đã nói nên tất cả. Nếu đại sư huynh thật có thể đả bại Huyền Tâm Pháp Sư, vậy đại sư huynh chỉ sợ sẽ thành thánh tử. Không sai, nếu đại sư huynh có thể đánh bại Huyền Tâm Pháp Sư, vậy lập tức sắc phong làm thánh tử cũng không quá đáng. Thậm chí các đại thánh địa đều phải tôn làm đại sư huynh. Lần này, Phật môn như hổ rình mồi, muốn nhúng chàm vào trung thổ thánh địa chúng ta, quả thực là si tâm vọng tưởng. Bất quá cũng may có đại sư huynh, chúng ta có thể hoàn toàn an tâm rồi. Chúng đệ tử nghe Lưu Thanh Phong dạo quần một hồi thì cả đám cao hứng bừng bừng, tự tin vô cùng. Sau đó, bọn họ lại nói chuyện phiếm thêm một phen, cuối cùng tự mình trở về nhà. Mà cùng ngày hôm đó, có một lời đồn truyền đi khắp Đại La Thánh Địa. Có nghe nói gì chưa? Huyền Tâm Pháp Sư liên tiếp đánh bại năm đại thánh địa. Có người đã đi tìm đại sư huynh hỏi thăm việc này. Đại sư huynh liền hồi đáp 12 chữ. Các người biết 12 chữ gì không? Hồi đáp thế nào? Mặc hắn Phật pháp vô biên, ta vẫn vô địch đường thời. Đại sư huynh uy vũ, không hổ là đệ nhất nhân Đại La chúng ta. Câu này quả thực bá khí vô song, không hổ là đại sư huynh à. Ta trước đó còn có một ít lo lắng, nhưng bây giờ nghe đại sư huynh nói vậy, ta hoàn toàn an tâm rồi. Hay hay, hay quá. Một câu, mặc hắn Phật pháp vô biên, ta vẫn vô địch đường thời. Quá hay. Lời đồn như mãnh hổ, chỉ trong nháy mắt truyền khắp từ trên xuống dưới Đại La Thánh Địa. Lưu Thanh Phong bịa ra một câu, lập tức bị thổi phồng đến thiên hoa loạn trị. Thậm chí nhanh đã truyền đến tai các đại trưởng lão Đại La. Đường chủ Ngự Kiếm Đường, hay lắm, không hổ là đệ nhất nhân Đại La chúng ta. Vị sư điệt này ngày thường điệu thấp, nhưng ở thời khắc mấu chốt lại làm rất nghiêm túc, tốt, rất tốt. Đường chủ Phù Lục Đường, nhân trung Long Phượng, nhân trung Long Phượng à. Câu này quả thực là dương cao phong thái đạo môn chúng ta, dương cao khí thế Đại La chúng ta. Đường chủ Hình Phạt Đường, vị sư điệt này của ta thật đúng là không tầm thường. Tu hành 3 năm đã cao thâm mặt chắc như thế, ở đại điển sắc phong chỉ bằng vào một câu đã để Lý Chính trở thành thiên địa đại nho. Mà bây giờ khi tuổi còn trẻ cũng đã dựng nên cái tâm thái vô địch, là một khối bảo ngọc hoàn mỹ chân chính à. Một vị thái thượng trưởng lão là nói: Thanh Vân, ngươi thu được một đồ nhi tốt nha. Cao tầng Đại La sau khi nghe được lời đồn này lại không ai đi chất vấn, ngược lại đều cho rằng đây là Lục Trường Sinh dựng nên cho mình một tâm thái vô địch, muốn bắt Huyền Tâm làm đá kê chân, làm đá thí luyện, thật là đại khí phách, đại trí tuệ. Đại La cùng, khi Thanh Vân biết được chuyện này, càng không khỏi hít sâu một hơi, sau đó lâm vào trầm tư, một lát sau không khỏi tự lẩm bẩm: ta đã nói, ta không có nhìn nhầm mà. Ai, tên đồ nhi này của mình thật sự là rất thích trang bức, rõ ràng cường đại rành rành như thế, lại có vẻ cẩn thận như vậy. Bất quá thế này cũng tốt, lúc mạnh liền mạnh, lúc yếu nên khiêm tốn. Con đường tu tiên vốn là như thế, sống được lâu mới là vương đạo. Mà hôm sau, trên chủ phong, Lục Trường Sinh suy nghĩ ròng rã một ngày,
Hắn nghĩ nếu như vạn nhất Huyền Tâm đi tới Đại La Thánh Địa thật, thì mình nên lấy lý do gì để cự tuyệt đối phương biện pháp đây? Thân thể không khỏe, tiêu chảy, tâm tình không tốt, hay là lạnh như băng nói một câu, ngươi không xứng biện pháp với ta? Suy đi nghĩ lại, bất luận cái lý do nào cũng không ổn. Nhưng mà đúng vào lúc này, một thanh âm lớn vô cùng từ dưới chủ phòng vang lên. Sư đệ là Kim Dương, hôm qua nghe được hào ngôn của sư huynh, hôm nay chuyên tới để bái phỏng, chúc sư huynh kỳ khai đắc thắng, hoàng ta huyền pháp, dương ta đạo uy. Thanh âm cực kỳ lớn, tựa như chuông vàng vang lên khắp nơi. Rất nhanh lại một thanh âm nữa vang lên. Sư đệ là Từ Âm Dương, nghe được hào ngôn của sư huynh, cảm thấy xúc động sâu sắc, hôm nay chuyên tới để bái phỏng, trước chúc sư huynh kỳ khai đắc thắng, sau chúc sư huynh dựng lên tâm thái vô địch, dẫn dắt đại la hướng tới huy hoàng. Lục Trường Sinh còn không kịp phản ứng thì lại rất nhanh có một thanh âm vang lên. Đến cuối cùng có ước chừng 107 thanh âm vang lên. Đệ tử chân truyền ở Đại La Thánh Địa có hết thảy 108 vị. Mình là đại sư huynh, đã siêu việt chân truyền, một vị còn lại chính là Tử Vân. Nói cách khác, khoảng chừng 107 vị đệ tử chân truyền tụ tập ở dưới chủ phòng, nói một đống thứ không giải thích được. Cái gì mà hào ngôn IBCXYZ, cái gì mà kỳ khai đắc thắng, cái gì mà dựng lên tâm thái vô địch, các ngươi đang nói cái gì vậy? Có thể nói rõ hơn một chút được không? Không biết vì sao, Lục Trường Sinh loáng thoáng cảm thấy một tia không ổn. Mà ngay vào lúc này, một thanh âm càng vang dội hơn xuất hiện, làm xôi trào cả Đại La Thánh Địa. Cấp báo, Huyền Tâm Pháp Sư đã đánh bại Thánh Địa thứ 6, đã tuyên bố sau 7 ngày sẽ đến Đại La Thánh Địa chúng ta, biện luận Phật Pháp cùng Đại Sư Huynh. Thanh âm vang lên, Đại La Thánh Địa triệt để xôi trào, mà Lục Trường Sinh cũng triệt để hóa đá. Chương 23, ngày thứ 7. Lục Trường Sinh trầm mặc, hắn tự hỏi thật lâu, đến cùng là ai đồn thổi về mình nhỉ? Sư huynh, sư huynh! Cũng ngay lúc này, Lưu Thanh Phong vội vội vàng vàng chạy tới, mặt cười rạng rỡ. Trong nháy mắt, Lục Trường Sinh không khỏi bừng tỉnh đại ngộ. Thanh Phong, có phải ngươi ở bên ngoài lại đồn bậy bạ gì rồi hay không? Lục Trường Sinh nhìn về phía Lưu Thanh Phong. Thằng nhóc nháy mắt một cái lắc lắc đầu nói, đại sư huynh, huynh thấy đệ là loại người lắm miệng kia sao? Lưu Thanh Phong vẻ mặt đứng đắn mà bác bỏ. Nhưng mà Lưu Thanh Phong càng nói như vậy, Lục Trường Sinh lại càng thấy tuyệt đối là thằng nhãi này nói lung tung gì đó ở bên ngoài. Nhưng bây giờ cũng không thể trách cứ Lưu Thanh Phong, bằng không chẳng phải là tỏ vẻ mình chưa chiến đã sợ rồi sao? Xoa xoa huyệt thái dương, tâm tình Lục Trường Sinh có chút buồn chồn. Kỳ thật thua không mất mặt, mà chủ yếu là vì trận tranh đấu Phật đạo này ảnh hưởng quá lớn. Nếu mà mình thua, toàn bộ đạo môn đều mất hết mặt mũi. Trong lúc vô hình, mình xem như đã cõng một cuộc nợ lớn. Hít sâu một hơi, không biết vì sao Lục Trường Sinh ngược lại bình tĩnh đi nhiều. Có lẽ đây chính là tâm cảnh của kẻ sắp chết nhỉ? Đại sư huynh, huynh sợ sao? Lưu Thành Phong mở miệng nói, nhưng nó phảng phất chợt nhận ra cái gì, có lẽ không nên hỏi như vậy. Ngươi cảm thấy sư huynh sẽ sợ sao? Lục Trường Sinh cầm lên một ly trà, biểu lộ 10 phần bình tĩnh. Nếu đã đành định cục thì có quái gì phải sợ, dù sao kiểu gì cũng chết, không bằng thả lỏng một chút. Giống như bị rắn độc cắn, so với thống khổ dãy giụa, không bằng tìm một địa phương dầm mát chờ chết, miễn cho chết thối lan người khác. Hiển nhiên là không sợ, sư huynh chính là tiên nhân hạ phàm, chỉ là một tên pháp sư cùi, có đáng là gì? Sư đệ ở chỗ này sớm chúc mừng sư huynh, dương uy cho đạo môn chúng ta. Lưu Thành Phong trong mắt toát ra vẻ vui mừng, đồng thời không khỏi cảm thấy vô cùng hổ thẹn, cảm thấy mình đã xem thường Lục Trường Sinh. Vậy sư đệ không ở nơi này quấy rầy sư huynh tĩnh tu nữa. Lưu Thành Phong sau khi lễ bái liền rời đi đại điện. Rất nhanh, trong đại điện chỉ còn lại một mình Lục Trường Sinh. Hay là đến lúc đó lấy đạo đức kinh ra chém nhỉ? Đợi Lưu Thành Phong rời đi xong, Lục Trường Sinh không khỏi thầm nghĩ trong lòng như thế. Trước đó ở đại điển Đại La, mình nói ra nhiều danh ngôn kinh điển như vậy dẫn tới các hiên địa dị tượng. Mặc dù là vô tình vô ý, nhưng Lục Trường Sinh đã ý thức được. Một vài thứ mình học được ở địa cầu, khi đặt ở thế giới này cũng có thể tỏa hào quang rực rỡ. Ví dụ như đạo đức kinh đi, ở kiếp trước thuộc về loại kinh thư vô thượng của đạo giáo, chỉ là ở địa cầu không có con đường tu hành, cho nên đạo đức kinh không thể có năng lực ảnh hưởng to lớn. Nhưng thế giới này bất đồng, đây là thế giới tiên hiệp, cho nên con đường tu tiên là chập trùng và hùng vĩ. Đạo đức kinh ở cái thế giới này hẳn là có thể tỏa sáng rực rỡ, mà càng trọng yếu ở chỗ, dường như chính mình làm bất cứ thứ gì đều có thể dẫn tới thiên địa dị tượng. Tụng niệm đạo đức kinh theo lẽ tự nhiên cũng có thể dẫn tới thiên địa dị tượng.
Đến lúc đó lại xào quần một phen, cho dù có thua, chắc cũng không thua quá thảm mà. Đây là ý nghĩ của Lục Trường Sinh, nhưng mà Lục Trường Sinh càng cho rằng, nếu như mình tụng niệm Đạo Đức Kinh ra thật, tuyệt đối sẽ không thua. Đây là kinh thư vô thượng của đạo môn đó, hiển nhiên là phi phàm vô cùng. Chỉ lo lắng duy nhất một điều, mình tụng niệm ra kinh văn cỡ này, không biết có gây hậu quả gì khác không. Nghĩ một hồi, Lục Trường Sinh lắc đầu, trước mắt cứ đi một bước tính một bước đã. Chờ đến hôm ấy, nếu thực sự không ổn, liền quăng ra Đạo Đức Kinh đi. Nếu lỡ Đạo Đức Kinh quá lợi hại, dẫn tới không ổn thì xài Hoàng Đình Kinh. Hoàng Đình Kinh không được thì Nam Hoa Chân Kinh, Ngọc Hoàng Kinh, Trung Hư Chân Kinh. Lão tử cũng không tin, nhiều kinh văn như vậy mà còn không chém gió bằng một tên pháp sư. Lúc này, Đại La Cung, Liêu Thanh Phong đi vào trong điện, cao tầng Đại La đều tụ tập ở đây. Bái kiến trưởng môn, bái kiến các vị sứ đúc, sư bá. Liêu Thanh Phong vô cùng thành thật, nhìn rất phúc hậu và vô hại, thành tú vô cùng. Miễn lễ, ngươi mới vừa đi tìm Trường Sinh đúng không? Có lấy được tin tức gì không? Thành Vân đạo nhân mở miệng hỏi như vậy. Bẩm trưởng môn, đệ tử vừa mới đến chủ phòng, hỏi thăm cách nhìn của sư huynh đối với Huyền Tâm Pháp Sư, thậm chí cả ngàn hỏi một câu. Sư huynh phải chăng sợ hãi Huyền Tâm Pháp Sư? Nhưng mà sư huynh lại tự tin vô cùng, nhìn về phía đệ tử, chỉ nói một câu. Ngươi cảm thấy sư huynh sẽ sợ sao? Đệ tử nghĩ, đại sư huynh chính là tiên nhân hại phàm, là tuyệt thế thiên kiêu của tu tiên giới. Phật môn cho ra một vị Huyền Tâm, nhưng đạo môn chúng ta cũng cho ra Trường Sinh sư huynh. Trận chiến này, đạo môn ta tất thắng. Liêu Thanh Phong có một lần hiếm hoi không tung tin đồn nhảm, trả lời rất thành thật. Vừa dứt lời, trong nháy mắt, đám người cùng nhau thở phào. Nếu vậy thì quá tốt rồi, ngươi trở về hào hào tu hành đi. Nhớ kỹ, trong khoảng thời gian này không để cho người khác tới quấy rầy đại sư huynh của ngươi tu hành, miễn cho ở thời khắc mấu chốt xảy ra sai lầm gì, rõ chưa? Thanh Vân trưởng môn mở miệng nói. Liêu Thanh Phong gật đầu thật mạnh, sau đó liền rời khỏi đại điện. Rất nhanh, trong Đại La Cung trở nên cực kỳ nghiêm túc. Những lời hỉ hộ ái ố ngày thường đã không còn lại chút gì, thay vào đó là sự lạnh lẽo nghiêm túc. Phật môn lần này đã hạ quyết tâm để Huyền Tâm đến Trung Châu, thay lời Phật nói, biện pháp với cả thiên hạ đạo môn ta chính là để có thể phát dương Phật Pháp tại Trung Châu này. Mặc dù chúng ta có Trường Sinh, nhưng mọi chuyện không có gì tuyệt đối. Lỡ như vạn nhất Trường Sinh bại, vậy nên làm thế nào cho phải? Thành Vân trưởng giáo mở miệng hỏi, nghiêm túc vô cùng. Trường Sinh sư điệt sẽ không thua. Có trưởng lão mở miệng, một câu đã dựng lên sự tự tin vô cùng. Đúng, Trường Sinh sẽ không thua. Không sai, Trường Sinh sẽ không thua. Ta thấy qua vô số người, Trường Sinh quá mức phi phàm, đừng nói chi Huyền Tâm, cho dù là thần tăng của Phật môn tới, cũng không sánh bằng Trường Sinh. Chẳng biết tại sao, cao tầng Đại La lại nhất trí lạ thường mà đi tin tưởng Lục Trường Sinh có thể thắng. Sự tự tin cỡ này nhìn như không hiểu thấu, nhưng kỳ thật vẫn là vì Lục Trường Sinh có bề ngoài quá phi phàm rồi. Ta cũng tin tưởng Trường Sinh sẽ không thua, chỉ là lỡ như thua thì sao? Thành Vân trưởng môn nhìn về phía đám người hỏi như vậy. Câu hỏi này làm đám người trầm mặc. Đại khái qua một nén nhang, có người trả lời. Nếu lỡ thua thật thì cho dù không biết xấu hổ, cũng không thể để Phật môn đến Trung Châu chúng ta phát dương Phật Pháp. Ừm, trận đấu này tuyệt đối không có khả năng chỉ vì một tên Huyền Tâm là có thể nghịch chuyển. Thua thì thua thôi, cho dù bị người trong thiên hạ nhục mạ, cũng tuyệt đối không thể để Phật môn xâm lấn. Đạo môn chúng ta tu là cái tâm vô thượng, Phật môn tu là kiếp sau báo. Nếu như Phật môn nhập Trung Châu, chỉ cần không đến ngàn năm, liền có thể đứng vững gót chân tại Trung Châu. Tuyệt đối không cho phép khả năng này. Thái độ đám người phi thường kiên quyết, bất luận là từ góc độ nào, bọn họ đều không hy vọng Phật môn xuất hiện tại Trung Châu. Nếu đã vậy, thì chư vị sư huynh đệ hãy làm tốt chuẩn bị huyết chiến đi. Trường Sinh chỉ cần bại một lần, mảnh trời Trung Châu này có thể phải biến thiên. Thái độ Phật môn rất kiên quyết, nhưng ta cũng đã hội đàm với các vị thánh chủ khác, tất cả đều đã nhất trí. Nếu như thua, chuẩn bị nghênh đón huyết chiến. Nếu như thắng, hết thảy đều dễ nói. Thanh Vân trưởng môn vô cùng nghiêm túc nói. Chúng ta kính tuân pháp chỉ trưởng môn. Đám người cùng nhau đứng dậy, không có một vị nào e ngại, cũng không có một vị nào lùi bước. Mà cứ như thế, thời gian trôi qua từng chút một. Sau 3 ngày, Thái Sơ Thánh Địa, bại. Sau 5 ngày, Âm Dương Thánh Địa, bại. Sau 6 ngày, Linh Lung Thánh Địa, bại. Rốt cuộc đã tới ngày thứ 7, giờ Tí. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hãy đăng ký kênh để ủng hộ mình và nghe thêm nhiều chuyện hơn nữa nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.